Dạ em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lân Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay đã là ngày 15 tháng 8 năm 2021 rồi các bác. Hiện tại phía trước các bác cùng với mọi người là đã lâu lắm rồi thì em mới có về được một lô giã hạc bóc rừng của thuộc vùng rừng Tum Mơ Rông của tỉnh Kon Tum nha các bác. Đấy thì ba dề giã hạc hôm nay là ba dề giã hạc VIP và rất chi là đặc biệt và rất là đẹp nha các bác. Đấy, thân nó rất chi là nù mượt và đốt ngắn, một cái dòng sai hoa. Đấy, thân già em thấy để ý các cái thân già của nó là ra hoa rất chi là sai. Đấy, thì hôm nay thì em có ba dề VIP cực kỳ là VIP. Các bác nhìn đấy, nguyên một cái mảng dề to bự chà bá này, là nó vừa có các cái cây lan tạp và vừa có cái cây dương xỉ. Đấy, nguyên bụi nguyên dề rất chi là khủng. Đấy thì hôm nay em đúng được có ba dề thôi và cũng lâu lắm rồi thì em mới quay lại và bán. Thì cái hàng rừng dạo này rất chi là khan hiếm nha các bác, và đi rừng rất chi là khó đụng. Đấy thì để không mất nhiều thời gian của các bác cùng với mọi người, em sẽ xin phép là giới thiệu và báo giá ba dề VIP này. Đấy, thì đầu tiên hôm nay em có một cái VIP 1 đây, VIP 1 có giá là 1,8 triệu. Đây, cái mảng dề nó này các bác, quá khủng. Cái mảng dề này các bạn nhìn, cái mảng dề cực kỳ là khủng và nó lên được hai cái thân mầm, thân mầm rất là nù. Đấy, thân mầm rất là nù và đốt ngắn. Đấy, thân rất nù và đốt là rất chìa ngắn nha các bác. Này, thân nó giống như các cái dòng thân, em để ý thì cái thân này nó giống như y hệt cái thằng thân hồng thông thông hồng Uyên Thủy hay là hồng Mỹ Nhân gì đấy. Đấy, cái thân nó rất là giống. Này, mảng lá thì dày và nổi gân. Đấy, các bạn nhìn cái mảng dề nó đây. Mặt đây này. Đấy, các bạn nhìn cái mảng dề đấy. Mảng dề rất chiều khủng nhé. Và nó được là một thân già này, hai thân già, ba thân già, bốn thân già, năm thân già, sáu thân già, bảy thân già. Đấy, bảy thân già. Đây, cái mảng dề này. Các bạn nhìn thấy cái mảng dề này chưa? À, thân già ra hoa rất là sai. Đây, thân già của mùa trước của nó này, ra hoa rất là sai và đốt ngắn. Và cái mặt sau của cái dề VIP 1 đây nhé các bác, mặt sau này. Đấy, thân huyết này, thân lang lỗ chấm đỏ rất là nhiều, cổ lá đậm. Đấy, hai cái thân mầm rất là phê luôn. Đấy, lâu lắm rồi mới có về được một cái lô mà phải gọi là rất là đẹp như thế này nhé các bác. Đấy này các bạn nhìn này, thân này phê chưa này, đúng không? Em nói thân nó giống y hệt cái thằng hồng Uyên Thủy này. Đấy, cái phần ngọn hồng Uyên Thủy các bác, thì lúc nào nó cũng có cái hồng hồng này này, cái viền hồng ở lá này này, lá đồ ngọn này này, lúc nào cũng thế. Đấy, đây đấy, lúc nào cũng nó cũng có viền lá hồng này này. Đấy, nhìn cái phê không các bác, thân này quá phê, cực đỉnh. Thân nù mập đốt ngắn nha các bác. Đấy. Và đây là cái thằng VIP 1 nha các bác, chiều dài thân mầm tơ của nó này thì là hơn 50 cm nhá. Hơn 50 cm. Đấy. Đấy, thằng này thì 50 cm và ngọn nó vẫn đang còn đi và phát triển bình thường. Đấy. Rồi, đây là VIP 1 nha các bác. VIP 1 có giá là 1,8 triệu. Em qua thằng VIP 2 này. VIP 2 thì có giá là 1,3 triệu. Thôi, em đánh nhầm rồi. Thằng VIP 2 này em định đánh giá là 1,5 triệu nha. Nhưng mà em lại đánh giá mất 1,3 triệu mất rồi. Thì đây, cái mảng dề nó đây. Các bác nhìn cái mảng dề này. Nó gồm vừa giã hạc và những các cái cây lan tạp này,
cái dòng này thì em cũng không biết. Đấy, cây dương sỉ này, có cả cây dương sỉ này. Thì cái dề VIP 2 này thì nó được là 4 thân mầm tơ. 4 thân mầm tơ. Đây nhá các bác, 4 thân mầm tơ. Một này. Thân mầm tơ này cũng giống như cái dòng thân hồng yên thủy này. Thấy chưa? Cái viền này. Thằng hồng yên thủy là cái viền lá ngọn, các bác để ý lúc nào nó cũng hồng hồng này, phớt hồng ở cái viền lá này. Đấy. Đây nhá, một thân này. Hai thân này. Hai thân này. Ba thân này. Bốn thân này. Đấy. Thì cái thằng VIP 2 đây là được 4 thân mầm tơ nha các bác. 4 4 cái đề. Về các bác tỉa bớt đi. Tỉa bớt đi rồi ghép nguyên cả cái ở cái mảng 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 dương xỉ này luôn. Đấy, nguyên cái một cái bụi dề này. Quá khủng. Và 4 cái ngọn, 4 thân mầm tơ. Đấy. Ui, kiến. Này, các bác nhìn thấy kiến này, kiến ở như trong cái dãy này. Đây, cho các bác ngắm lại một tí nữa về cái thằng VIP 2 này, cái thân mầm tơ nó đây thì nó lộn cả cái thằng mấy cây lan tạp và cái cây dương xỉ thì quay nó cũng không được rõ ràng lắm nhé các bác. Nhưng mà đây là một cái dáng dề bóc từ rừng về là đang nguyên bản này. Đấy, bốn cái ngọn. Bốn thân mầm tơ. Thân cũng là dòng thân nù mập. Đấy. Lá viền hồng. Đấy. Bốn ngọn rất là đẹp nha. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nguyên một cái máng dề bốn ngọn. Để em đo chiều dài thân mầm tơ dài nhất này. Dài nhất là 50 cm. Rồi là 40 cm. Cũng được gần là 40 cm. Và thằng ngắn nhất thì là được 35 cm. Đấy, thì đây là cái thằng VIP 2. Đấy, VIP 2. Này. Hệ thống thân già nó đây các bác. Đây, hệ thống thân già này. Đấy. Bốn ngọn. Đấy, mặt sau nó đây. Đấy, mặt sau đây. Đấy, mặt sau nó đây nhá các bác. Và thằng VIP 2 này có giá là, thôi em để lại cho các bác là giá 1,3 triệu nhá. Đấy. Ồ, cuối cùng là em qua thằng VIP 3, thằng VIP 3 cuối cùng có giá là 750. Thằng này cũng là một cái thòng dòng thân nù mập tốt ngắn. Đấy, lá cũng là viền hồng. Đấy, phần đầu là ngọn này. Cũng là đầu, phần đầu ngọn này cũng này. Viền hồng nha. Đấy. Thân nù mập đốt ngắn. Đây, cái mảng dề nó đây. Và hệ thống thân già này, 1 2 3 được có 4 thân già thôi quá. Mà thân già ra hoa là cũng rất là sai và thân già này cũng rất là ra rất là sai hoa nhé. Đấy, cái mặt sau nó đây. Đấy. Mặt sau nó đây nhá. Đấy, một cái dề rất là đẹp. Đấy. Và chiều dài nó này. 50 này. Và nó được là 70 cm. 70 cm cho cái thằng VIP 3 này. Đấy, viền lá hồng này, phần ngọn lá ấy. Đấy. Rồi, thằng VIP 3 này có bảo giá là 750 nha các bác. Thì hôm nay thì em có 3 thằng VIP này. Các bác nào muốn sưu tầm ba dề này thì liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo.